chào các bác nha. Các bác biết đây là gì không ạ? Nhìn cho màu rất là đẹp và lạ bắt mắt nha. Đây, đây là một dòng tía tô. Tía tô này người ta gọi là tía tô đỏ hay còn gọi là tía tô tím nha. Nó sẽ cả hai mặt, mặt trên và lá mặt trên và lá mặt dưới nó đều là có màu tím như thế này nha các bác nha. Đó, thì nói về công dụng của tía tô thì trong chúng ta ai cũng biết rồi, nó có rất nhiều công dụng, nhất là trong cái việc mà làm thuốc. Đó. Hoặc là làm trong những cái về rau thơm thì nó cũng rất là ok. Đó. Đây, tía tô tím. Một gói như này được 2g, 2g hạng nguyên bao bì của Đài Loan. Rất là ok. Đó. 2g được rất là nhiều hạt nha. Đây, tía tô tím. Chúng ta thấy là có tía tô xanh thì bây giờ sẽ là có tía tô tím nha.